Mẹ! Mẹ! Có sao không mẹ? Không sao đâu con ạ. Vẫn cái bệnh đau tim nó hành mẹ đấy mà. Thôi mẹ vào nhà nghỉ đi, để con làm nốt cũng được mà. Con cứ để mẹ ngồi đây cho thoáng, chỉ một lát là đỡ thôi mà. Thôi, con đi tưới nốt cho mẹ mấy luống hoa ở đầu nhà đi. Bệnh viện! Anh đi đâu mà chiều hôm qua tôi tìm anh cả buổi không thấy? Có việc gì? Đã dứt khoát chưa? Có khách đòi xem rồi đấy. Cứ từ từ, đi đâu mà vội. Từ từ đến bao giờ? Phải chớp lấy thời cơ chứ. Thôi được. Mai kia con tốt nghiệp khoa trồng trọt, con sẽ làm cho khu vườn này đẹp lên, nhà ta cũng sẽ giàu lên đấy mẹ ạ. Cái chỗ góc kia, con sẽ dựng một gian nhà sàn kiểu Tây Nguyên để trồng hoa và tiếp khách. Mẹ có đồng ý không? Tùy ý con. Bố con mất sớm, ông bà nội có di chúc lại để cho con khu đất này. Mẹ chỉ giữ giúp khi con còn nhỏ thôi. Bây giờ thì đã đến lúc rồi đấy. Nhưng Dượng con cứ yêu cầu mẹ cho sử dụng khu đất này để xây biệt thự. Ừ, con không đồng ý như thế đâu. Căn nhà cũ 5 gian thừa ở, nếu cần sửa đi một ít là rộng chán. Con muốn giữ vườn để trồng hoa, nó là nghề cha truyền của ông bà để lại cho con, nó là nguồn sống chính của con. Vì thế con mới xin học khoa trồng trọt chứ. À, định đi đâu đây em? Còn đi đâu nữa? Cái hoa đâu rồi nhỉ? Nó đang ở ngoài vườn với bạn nó. Thế à? Lúc nãy đi ngang qua triển lãm, thấy bộ đồ này đẹp, lại hợp với em, chẳng biết có vừa không, anh mua cho em đấy. Già rồi, ai còn mặc cái bộ đồ trẻ này nữa. Thì em cứ mặc thử vào xem nào. Mặc vào. Alo, Trác Việt đây. Ai đấy? Kéo tay thế, trời ơi. Đây là nhà sàn kiểu Tây Nguyên, do mình tự vẽ đấy. Mai kia, mình sẽ xây dựng nó ở đây. Các cậu thấy có được không? Này, tớ thấy được đấy nhá. Nhưng mà nội thất của cậu cần phải trang bị thêm. Cần phải có một giường đôi này, một đệm mút này, một ga trải giường trắng đàng hoàng. Và phải thêm một đôi gối theo nữa đấy nhá. Còn dành này. Này, tiến độ thi công như thế là chậm so với hợp đồng rồi đấy nhá. Này, nếu không giải phóng mặt bằng thì làm sao mà thi công được hả? Hả? Đền bù à? Thì đền bù chứ sao. Này này, không có cái giá ấy đâu nhá. Khó khăn à? Ôi giời, cứ phong bì nặng vào là xong hết hiểu chưa? xong hết thôi mà. À này, giá vàng hôm nay bao nhiêu ấy nhỉ? Thế còn đô? Hơi hạ đấy.
Thế nhá. Em, ôi giời ơi. Em mặc bộ này đẹp quá, trông trẻ hẳn ra đấy. Này, em lại gương mà ngắm, nào. Đấy, ai bảo là em già nào. Này, em mà trang điểm nhá, mặc quần áo đẹp vào, con gái 20, 25 tuổi á, chạy ra. Nhưng mà em thấy nó cứ thế nào ấy. Thế nào là thế nào. Này, em là vợ của một giám đốc công ty lớn. Nay mai, nhà mình khách nước ngoài nước trong ra vào nườm nượp. Em phải trang điểm mặc quần áo đẹp vào, chứ ăn mặc xuỳnh xoàng như cũ thế này là không được. Kìa anh Việt. Thì anh cứ nói trước thế. Còn bây giờ anh muốn bàn với em một chuyện rất nghiêm túc nhé. Thôi, em biết cái việc nghiêm túc của anh rồi. Con Hoa nó không đồng ý đâu. Tao nói nghiêm chỉnh nhá. Mày cổ lỗ lắm. Đang cơn sốt nhà đất, mày có cả một khu vườn này, là cả một kho vàng đấy, biết chưa? Này, Tú thấy thế nào? Này Hoa, theo tao ý, mày cứ bán được cái mảnh đất này đi này, lấy tiền xây một ngôi nhà to, hiện đại, ở có phải sướng hơn không? Chứ còn gì. Đây này, đấy. Cậu nói thế. Tớ nha. Nhưng mà sống bằng gì với cái ngôi nhà ấy? Ông bà mình xưa nay chỉ sống bằng nghề trồng hoa thôi. Mình đồng ý với Hồng Hoa. Với lại chúng ta ai cũng phải tự kiếm cho mình một nghề. Mình thấy bạn Hồng Hoa xin đi học khoa trồng trọt về để trồng hoa là đúng quá đi rồi. Nên giữ lại khu vườn này là đúng. Và lại trên cái mảnh đất thập tam trại này, mình thấy nghề trồng hoa đã có truyền thống từ hàng ngàn năm. Bỏ đi mình thấy tiếc lắm. Nói chuyện với nhà sử học tương lai này lại được nghe thuyết truyền thống với lại tình cảm hoài cổ rồi. Nhưng xin nhà sử học thực tế hơn một chút đi. Bây giờ cả vùng này đang đô thị hóa đấy. Bao nhiêu vườn hoa đẹp, bao nhiêu vườn thuốc nam quý đã và đang bị phá bỏ. Ở đó nhà lầu này, biệt thự mọc lên lộn nhộn, cái cao cái thấp, kiểu dáng thì tùy tiện theo người có vàng có đô la, đông tây âu á đủ cả. Các cậu dựa vào cái gì ngăn nó lại để giữ truyền thống hả? Tất nhiên bọn mình làm sao mà ngăn được. Nhưng Hồng Hoa có điều kiện để ngăn được. Chúng mình phải ủng hộ cậu ấy chứ. Hy vọng còn một số người như Hoa sẽ giữ được chút ít truyền thống và di tích của khu làng cổ này, để không những cho thế hệ mai sau mà cho cả thế hệ của chúng ta. Cũng còn có đất trồng hoa để tặng bạn bè nữa chứ. Mình tặng bạn, bạn có thích không? Tâm huyết quá. Này, mình mà có quyền á, mình sẽ bầu ngay Trần Hà vào hội đồng thành phố nhá, để cậu ấy bảo vệ truyền thống cho dân. Cậu thấy thế nào? Này, cậu đừng có dùng quyền lực của cậu để biến tâm huyết của cậu thành villa với biệt thự. Đừng dùng chức quyền để lấn thêm đất truyền thống của dân đấy nhá. Cái con này, mày thật là quá quắt đấy. Mày dám đem cái nhìn bi quan trước tệ nạn xã hội tiêu cực để nhận xét bạn bè à? Mình xin lỗi Trần Hà nhé. Mình không có ý định ám chỉ cậu. Cậu rất tốt. Theo mình nghĩ, cậu không có lỗi. Chúng mình sắp bước vào đời đúng lúc đất nước đang mở cửa. Nghề nghiệp tiện nghi đối với chúng ta cần thật đấy. Nhưng mà chúng ta là ai và sẽ tồn tại như thế nào, điều đó còn quan trọng hơn. Mình nghĩ như thế đấy các bạn ạ.
Hoa, Hoa, con phải trả lời dứt khoát đi, để dự còn lên phương án. Xin phép mẹ, dự cho con được nói thật. Nhà có to bằng cung điện, tiện nghi có sang trọng mấy đi nữa, mua từ Nhật từ Mỹ về con cũng chẳng thiết. Con có cuộc sống riêng của con. Con muốn giữ khu vườn này lại để tự lao động mà sống. Con không muốn ỷ lại vào mẹ và Dượng. Dượng có tiền thì mua chỗ khác mà xây biệt thự, để lại khu vườn này cho con. Con phải thực tế một tí chứ. Khu vườn này trồng hoa thì lờ lãi được bao nhiêu? Bao nhiêu là tùy ở sức lao động của mình. Có điều chắc chắn rằng nó sẽ giúp con sống đàng hoàng bằng sức lao động của chính mình. Nhưng còn tương lai của con, chẳng lẽ suốt đời có chỉ quanh quẩn ở mảnh vườn này hay sao? Con không hiểu Dượng định nói tương lai gì. Còn con chỉ nghĩ đơn giản là tốt nghiệp đại học, ra trường, con sẽ trở thành một người làm vườn có kỹ thuật, có nghề nghiệp vững chắc và cuộc sống ổn định. Nếu làm giàu được thì càng tốt. Đó cũng là cách góp phần xây dựng dân giàu nước mạnh, như Dượng vẫn nói. Nếu chỉ nghĩ như con thì cuộc sống này thật là đơn giản. Con không tính đến thiên tai, mất mùa, và đến một lúc nào đó nghề trồng hoa không còn phát triển nữa. Con thử làm một con tính xem. Dượng sẽ sắp xếp cho con vào làm ở văn phòng của công ty, vừa nhàn nhã, vừa cầm chắc 400-500 ngàn đồng tiền lương tháng. Đó là chưa kể bổng lộc riêng, tháng tháng lĩnh lương. Tiêu thì tiêu, không tiêu thì cho vay lãi, hoặc đầu tư buôn bán với một ai đó. Tiền, đẻ ra tiền, chẳng hơn cái nghề trồng hoa. Suốt ngày đất với cát, giống mà. Dượng khỏi lo, con có cách sống riêng của con. Ông nội con, bà nội con, bố con và cả mẹ con đây nữa đều không biết kinh doanh, chỉ sống bằng nghề trồng hoa thì bỏ đất làm sao được ạ? Con muốn sống tự lập, không ỷ lại vào ai cả. Kìa bà. Hoa, ở lại nghe mẹ nói đã. Em đã bảo anh, cứ bình tĩnh mà thuyết phục nó dần dần. Cái gì anh cũng muốn làm ngay tức khắc. Bây giờ thì... Thôi, cô im ngay đi cho tôi nhờ. Nếu không nhân cơ hội này mà làm nhà, để họ đi vào quản lý nhà đất, thì khó mà chuyển từ đất nông nghiệp sang đất xây nhà. Thế thì anh đi mua chỗ đất khác mà xây nhà vậy. Cái cô này, bà chẳng hiểu cái gì cả. Khu vườn đất này sẽ nằm ngay con đường cái lớn, chạy qua đây mà nhà nước sắp cho xây dựng. Ta xây được nhà ở đây sẽ làm ăn thuận lợi, rồi trang bị tiện nghi hiện đại cho người nước ngoài thuê. Nếu cần, bán đi một phần, được cả một đống vàng ấy chứ. Bà hiểu rõ chưa? Ô hay, sao anh lại nổi cáu với tôi? Dù một đống hay hai đống thì nó cũng là của con Hoa. Di chúc của ông bà nó để lại cho nó. Nó có đồng ý hay không, đấy là quyền của nó chứ. À, thì ra bà chỉ nghĩ tới con Hoa. Bà vẫn coi tôi là người ngoài cuộc. Anh nghĩ thế nào về mẹ con tôi, đó là quyền của anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên làm cho con Hoa nó tin anh thì tốt hơn. Chứ anh đừng bắt nó phải tin anh. Mà nó đã phải chịu để cho anh xây hẳn hai gian đầu nhà lên gác hai tầng rồi còn gì. Anh còn muốn gì nữa nào? Thôi, bà khỏi phải nói nữa. Đã thế thì
Từ bây giờ cuộc sống của ai người ấy lo. Tiền mặt nghe rõ chưa? Tôi được rồi, tốt lắm. Thôi nhá, cảm ơn chị. Không có gì. Ai gọi đây? Thằng Lợi, nó báo tin cái vụ 800 mét đất đã xong. Anh thấy chưa? Công tôi mách cho nó đấy. Muốn làm ăn lớn thì phải có gan quyết đoán. Đang cơn sốt nhà đất, anh phải làm tới ngay đi. Chứ chần chừ để bà ấy sang tên quyền sở hữu khu đất ấy cho con Hoa thì vứt. Riêng con Hoa thì chẳng ngại, nhưng con bà vợ tôi thì bà ấy rất thương con, không dám làm trái ý nó. Ôi dào, đã mưu tính làm việc lớn mà lại xen lẫn tình cảm ủy mị của đàn bà vào là hỏng hết. Và lại anh có làm gì hại mẹ con bà ấy đâu, anh xây nhà cao cửa rộng cho họ ở cơ mà. Họ có giận anh lúc đầu, rồi sau được sống sung sướng quên hết ngay. Ở đời ai lại thích khổ bao giờ. Thôi được, đành làm theo cách của cậu vậy. Nhưng còn các thứ giấy tờ. Ông yên tâm đi, sẽ có đầy đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp cho ông là được chứ gì. Miễn là ông phải làm đúng theo kế của tôi, lấy cho được chữ ký ủy quyền của bà ấy. Và các khoản khác cậu khỏi phải lo. Quán chọn 20 vé, được chưa? Tạm được. Tôi sẽ cố tranh thủ thêm mấy thằng bạn bên ngành nhà đất để chúng nó làm tay trong cho. Này, chúng nó có đòi hỏi thêm tí chút mà cũng còn rẻ chán. Bỏ tiền ra mua gần 2.000 mét đất bây giờ 300 cây chưa chắc đã mua nổi đâu. Cháu chào bác ạ. Hà đây à? Dạ. Cháu nghe Hoa nói bác bị mệt. Bệnh của bác như giả vờ ấy mà cháu. Kìa, bác đừng chủ quan. Bệnh suy tim này nguy hiểm lắm bác ạ. Bố cháu nói nếu bị xúc động bất ngờ thì dễ nguy hiểm đến tính mạng lắm bác ạ. Bác biết, nhưng khó tránh được lắm cháu ạ. Mà không hiểu vì sao bây giờ người ta điên rồ lên vì đất với cát thế hả cháu? Bác cũng chỉ mong con Hoa nó nhận quản lý chỗ đất này cho bác, để bác yên tâm. Thank you.
Chào em. Hết giận anh rồi chứ. Hôm nọ vì giận con Hoa quá cho nên anh chót nóng với mẹ con em. Nghĩ lại anh thấy con Hoa nó nói có phần đúng của nó, cho nên anh rất ân hận. Anh muốn hôm nào đó xin lỗi mẹ con em. Thế anh đã bỏ ý định phá vườn để xây nhà chưa? Thì đành vậy chứ sao. Bây giờ làm theo phương án của nó, nghĩa là chỉ phá gian đầu hồi lên 2 tầng thôi. Làm thế cũng tốt chán. Nhà mình có đông người đâu mà xây lắm nhà. Khu vườn này là tài sản thừa kế của con Hoa. Nó biết giữ để lo cho cuộc sống sau này, khỏi bị phụ thuộc vào người khác là tốt rồi. Anh phải khuyến khích nó thì mới đúng chứ. Ừ, thì anh đã nhận lỗi rồi còn gì. Đây, em ký vào đơn xin sửa chữa cơi nới nhà, anh đã thảo sẵn rồi. Em ký đi, em là chủ nhà đất mà. Nhưng mà em đang bận như thế này. Thôi anh cứ lên nhà đi, cơm nước xong em sẽ ký mà. Kìa, anh đã hẹn với phòng nhà đất là nộp đơn ngay sáng nay cho họ. Vì vậy anh mới bỏ việc công ty để về đây. Em ký đi. Đây em xem này, đơn xin sửa chữa cơi nới nhà. Đấy, em chỉ ký một chữ là xong thôi mà. Ý, đấy. Đây đây, đấy. Đây nữa này. Rồi. Đây nữa. Thế. Thôi, anh đi đây. Anh đi nhá. Lên đi, lên. Rút. Ôi trời, không vào. Lên, lên. Đá đi. Bóng đá quốc tế mà xem tivi đen trắng lỏng hết đấy. Sao ngài giám đốc hôm nay lại hạ cố đi thăm anh em thế này? Ngài ngợm cái gì? Chắc là ông muốn phê bình công dân không đến trình diện chính quyền sở tại chứ gì. Mời vào trong nhà. Thôi vào nhà làm gì, ngồi đi cho mát. Hiếu ơi, mang cho bố phích nước. Vâng ạ. Anh ngồi này trông bỏ ra thắm thịt lắm đây. Cảm ơn anh. Mời xin. Cháu chào bác ạ. Cháu lớn đây à? Có việc làm ở đâu chưa? Trung cấp thương nghiệp đấy, mà cũng chưa kiếm ở đâu ra việc cả. Còn 1 tháng nữa là cháu nó thi tốt nghiệp đấy. Thế anh có cần tôi giúp một tay không? Cần quá đi chứ. Tối hôm qua tôi định đến nhà anh cầu cứu, nhưng vừa dắt xe đến đầu ngõ thì lại có khách. Thì hôm nay tôi đến đây. Cháu tốt nghiệp xong là tôi nhận về công ty tôi luôn, chỗ thơm nhất, được chưa? Quý hoa quá. Cứ cháu có việc làm là coi như tôi được tăng lương gấp 3-4 lần cơ đấy. Anh thật là... Anh yên tâm đi, tôi đã nói tôi giúp là tôi giúp mà. Tôi có quyền quyết định. Anh uống nước đi. Anh cứ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cháu đi nhá. Dạ vâng vâng, anh uống nước đi. Vâng vâng, mời anh. Tôi giúp anh, anh lại giúp tôi. Bạn bè chúng ta phải có nghĩa vụ với nhau chứ, có phải không ạ? Tôi thì giúp được gì cho anh? Có chứ. Không thế thì tôi tìm đến anh làm cái gì? Chỉ có điều là anh có muốn giúp tôi hay không thôi. Sao anh lại nói thế? Việc gì tôi giúp được thì không bao giờ tôi từ chối anh. Có việc gì anh nói đi. Chả là thế này. Bà vợ tôi thì đau yếu luôn. Bà cứ sợ bà chết bất chợt. Mà con Hoa nhà tôi thì trẻ người non dạ quá, chưa làm chủ gia đình được.
Cho nên bà ấy làm giấy ủy quyền cho tôi quản lý khu nhà đất mà bọn tôi đang ở. Hiện nay anh là phó chủ tịch ủy ban phường, lại phụ trách khối dân chính. Tôi đến xin anh chứng thực sự ủy quyền và chữ ký của bà ấy. Đấy, việc chỉ có thế. Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, chứ chuyện ấy à, 5 phút là xong ngay. Để hôm nào tôi đến nhà anh, chứng kiến tại chỗ chị ấy viết giấy ủy quyền, rồi cả chị và cháu Hoa ký nhận vào, là tôi thay mặt ủy ban chứng nhận ngay. Thế này anh Lưu ạ, con Hoa nhà tôi tính tình ương ngạnh lắm. Nó không muốn nhà tôi phải sang tên cho nó ngay. Mà nhà tôi thì ngại nó còn quá trẻ, thiếu hiểu biết sự đời, nhất là con gái có chút nhan sắc. Mà bạn bè đám con trai của nó thì nhiều, biết đứa nào tốt, biết đứa nào xấu. Ôi giời, nếu bị chúng nó lừa thì mất hết. Cho nên bà muốn tôi đích thân đứng tên quản lý cho nó chắc. Bệnh tim nhà tôi đến thời kỳ giai đoạn cuối, để bà ấy suy nghĩ buồn phiền, nguy đến tính mạng. Cho nên tôi đành phải chấp nhận. Chứ nói thật với anh, việc này bọn tôi giấu con Hoa để nó không làm phiền, tránh được hậu quả xấu đáng tiếc cho nhà tôi. Khi việc êm xuôi, bọn tôi sẽ lựa lời giải thích cho nó sau. Thế thì hơi khó đấy, vì không đúng với thủ tục pháp luật. Anh mà cứ gò theo đúng thủ tục thì chẳng giúp gì được cho chúng tôi cả. Nhưng tôi cứ chứng nhận bừa cho anh, nếu con Hoa không chịu, xin sự kiện tụng là tôi lôi thôi to với ủy ban. Tôi bảo đảm với anh, không để con Hoa đi kiện. Vợ nhường quyền sở hữu nhà đất cho chồng là chuyện bình thường, hợp lý, có gì mà phải kiện nào. Thôi, coi như xong nhá. Đây, đơn của bà xã tôi ký rồi đây. Anh làm nhanh giúp cho, để tôi làm nốt thủ tục trước bà. Ngày kia, tôi mang quyết định nhận cháu Hiếu về công ty tôi và xin lại anh giấy tờ này nhá. Anh yên tâm đi, an toàn mà, không có chuyện gì đâu. Thời buổi này mà anh còn chân phương như thế là lạc hậu đấy. Thôi tôi về anh nhá. Tôi về nhá. Hay là em tạm thời nhượng bộ cho ông ấy đi, để gia đình được yên ấm, tránh nguy hiểm cho mẹ em. Mà như thế thì em cũng không bị rượu quấy dày nữa, chứ cứ như thế này thì làm sao mà vượt qua được những năm cuối cùng của đời đại học của em. Em sợ cảnh sau này phải sống dựa dẫm vào ông ta lắm. Cứ nhìn cảnh mẹ em sống lệ thuộc, mất tự do là em lại... Nếu vậy thì Hoa nên nhận lời, đồng ý để bác sang tên khu vườn đất đi cho Hoa quản lý. Dượng có phản ứng gì thì cũng không thể giận mãi được cơ mà. Nhưng em sợ... Em thương mẹ em lắm. Anh Việt này, thế là mọi giấy tờ thủ tục về quyền sở hữu của anh đã xong rồi nhé. Đây là bản thiết kế nhà 3 tầng, 7 phòng chung, 1 phòng lớn gần 30m2, chưa kể gara và sân chơi. Biệt thự kiến trúc kiểu Italy, nội thất bố trí tân kỳ, cách âm tốt, toàn đồ xịn. Ông có dẫn bổ bịch vào một phòng nào đó, bà khó mà phát hiện được đấy. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi chỉ còn phải lo đối phó cơn dung tố của gia đình thôi. Việc ấy thì ông thừa sức, phải không nào? Bước đầu cứ siết mạnh tay vào khuôn phép đã, rồi xoa dịu sau.
Đây có tất cả 5 xe. 1, 2, 3, 4, 5. 35 tấn xi măng và 15 tấn sắt thép. Úi dồi ôi, làm gì mà nhiều thế? Anh Việt, sao sửa một gian lên 2 tầng mà anh mua đến 40-50 tấn xi măng sắt thép là thế nào? Thì đằng nào việc phải đến sẽ đến. Tôi nói ngay cho mình biết nhá, tôi đã quyết định dùng cả khu vườn này để xây biệt thự lớn. Trước hết để ở, không thể sống chui rúc như thế này mãi được. Hả? Sao anh dám làm như vậy? Tôi không đồng ý, con Hoa nó cũng không chịu đâu. Việc không dừng được nữa rồi, tôi có trách nhiệm lo cuộc sống cho cả nhà, cả tương lai của con Hoa nữa. Tôi không thể chịu bó tay để mất thời cơ được đâu. Mà thời cơ lúc này là vàng, là vàng. Bà có hiểu không? Tôi cấm anh phá khu vườn này, anh không có quyền. Mẹ con tôi không mượn anh phải lo. Anh đi chỗ khác mà tìm đất, xây nhà 5 tầng, 10 tầng. Còn ở đây, khu đất này thuộc quyền sở hữu của con Hoa, anh có hiểu không? Tôi nói thật nhé, hai mẹ con bà không có quyền hành gì ở đây nữa rồi. Bà đã ký giấy ủy quyền cho tôi cũng đã làm trước bà sang tên cho tôi rồi. Cả cái khu đất này bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, không ai có quyền ngăn cản tôi cả, kể cả vợ con trong gia đình. Hả? Tôi ký giấy nhượng quyền. Thì ra anh lừa tôi, quân phản bội. Không, 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 không ai được phá khu vườn này. Đây là tài sản của con Hoa. Hoa ơi, mẹ lại bỏ con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thật không ngờ mẹ con bị một cơn đau tim cấp tính nên gục hẳn, dượng không còn kịp gọi bác sĩ nữa. Cũng tại cái số mẹ con vất vả, đến lúc gia đình được mở mày mở mặt thì mẹ con lại ra đi. Thôi, con không nên buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Dượng sẽ lo cho con có cuộc sống hạnh phúc sung sướng. Cách đây nửa tháng, chắc là biết mình không qua khỏi bệnh tật nên mẹ đã ký giấy nhượng quyền sở hữu nhà đất cho Dượng và dặn Dượng phải lo cho con cuộc sống. Không đúng, ông nói dối. Ông lừa đảo để cướp đất của mẹ con tôi. Không bao giờ mẹ tôi giao quyền sở hữu khu đất ấy cho ông. Không, tôi không tin. Ông đã giết mẹ tôi. Kìa con bình tĩnh đi con. Không được động vào người tôi. Tôi căm thù ông. Căm thù ông. Căm thù ông. Hoa, con. Ha ha ha.
Mẹ, mẹ ơi, con biết đi đâu, làm gì bây giờ? Mẹ cho con đi theo mẹ với. Mẹ, mẹ ơi. Cô bé, vào đây, vào đây cháu. Đây là nhà của cô. Cô tên là Hương Ly, phóng viên báo pháp luật. Thế còn cháu? Cháu là Hoa. Chà, cái tên thật đẹp. Vậy mà cháu lại không muốn sống nữa. Thưa cô, cháu khổ lắm cô ạ. Nếu cô không nhầm thì cháu bị người yêu ruồng bỏ phải không? Dạ, không ạ. Thế thì có chuyện gì nào? Ở đời không có chuyện gì làm ta phải chán đến mức phải chết cả. Trừ khi ông trời đến bắt ta. Ngay cả đến khi ông trời đến bắt ta, ta cũng phải chống cự lại. Bắt được ta nhắm mắt xuôi tay đâu có dễ. Đúng không cháu? Cô thật nghị lực. Cháu nói đúng. Nếu không có nghị lực thì cô chết từ lâu rồi. Từ hồi ở chiến trường cơ. Cô cũng đã từng ở chiến trường à? Cháu ngạc nhiên ư? Hãy nhìn kia kìa. Ở đây với bà. Bà đi chợ tí nữa bà về. Cháu cứ ở đây chơi với cô. Có chuyện gì uất ức cháu cứ kể cho cô biết. Giúp gì được cháu, cô sẽ giúp, cháu đừng ngại. Cô. Nó đâu ấy nhỉ? Kia rồi. Tao đây. Sao mấy hôm nay con Hoa không đến lớp? Tao không biết. Này, thầy giáo bảo chúng mình phải đến nhà bạn ấy xem tình hình thế nào rồi báo cho thầy giáo biết đấy. Hay nó có chuyện gì nhỉ? Theo tớ, trưa nay tan học chúng mình thử đến nhà bạn ấy xem sao rồi hãng kết luận. Đúng rồi. Bây giờ vào lớp đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Này này, là phải chú ý đi nhá, phía trên ấy. Đấy, đập ra. Được rồi. Này, chẳng ai thấy nó ở đâu cả. Sao lại không thấy? Làm thế nào bây giờ? Không làm thấy. Làm thế nào bây giờ? Rồi ạ. Thế cơ chứ. Chán thế. Ông bố nó kia kìa. Đâu à? Đấy. Cái ông đội mũ xanh kia đâu? Kìa. Tao chẳng nhìn thấy gì cả. Mắt mày. Đúng rồi. Mày vào đi. Con này vào đi. Đứa nào vào? Tao á. Mày vào đi cái lao. Không ạ. Đúng rồi. Tao chẳng biết nói cái gì. Mày không ạ. Con này vào cũng được. Tao vào á. Thôi mày vào đi. Mày nói mày vào đi. Con để tương lai vào đi. Đây vào đi. Tao không vào đâu. Vào đi. Này, tao bảo này. Chúng mình thằng này vào đấy mà gặp bố vợ tương lai không biết ăn nói thì chỉ có ốm đòn thôi. Cháu chào bác ạ. Bác ơi, bác cho cháu hỏi Hoa có nhà không ạ? Hoa, nó không có nhà. Này, nó có đến lớp không?
Dạ không, thấy bạn ấy đến trường ạ. Này, cháu đi tìm nó họ bác nhé. Nếu có gặp ấy thì bảo nó về ngay. Bác có việc cần nói với nó dạ. nhé. Dạ. Cháu giúp bác. Vâng ạ. Cảm ơn. Ôi trời ơi, làm ăn thế à? Khổ quá, nói mãi rồi. Cái chỗ ấy cho thêm xi măng vào. Thế nào rồi hả? Thế nào rồi? Bác ấy cũng không biết bạn Hòa ở đâu cả. Thế là thế nào nhỉ? Thế có hỏi kỹ chưa? Kìa hả? Này, này. Này, mà chúng mình cũng chủ quan lắm cơ. Cứ nghĩ là sau khi mẹ Hoa mất mấy ngày, cậu ấy nghỉ ở nhà để cho khuây khỏa. Ai ngờ. Bây giờ thì biết cậu ấy ở đâu mà tìm. Là tại các cậu ấy. Chủ nhật tuần trước bảo đi thăm thì cứ mày karaoke cơ. Thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Bây giờ tớ sẽ đi tìm. Còn các cậu cũng phải để ý xem. Nếu như thế có điều gì hé mở, có hy vọng thì phải báo ngay cho mình biết nhé. Thôi, bọn mình về đi. Này Trần Hà, thế thầy giáo hỏi, chúng mình biết trả lời thế nào? Thì các cậu cứ bảo là cậu bị ốm, xin nghỉ phép mấy hôm, rồi mình sẽ tính sau vậy. Thôi, thế cũng được. Về đi. Đi, đi. Mẹ cô linh thiêng, phù hộ cho con, giúp con lấy lại được đất đai của tổ tiên nhà ta mẹ nhé. Đứng lên đi cháu. Cô có việc phải đi ít hôm. Cháu cứ ở nhà với bà, đi học như thường lệ. Mọi chuyện ở đời đều có vay có trả, cháu đừng lo. Cô thật tốt, cháu cảm ơn cô. Đi nào. Nào. Uống đi. Nào, bây giờ thì ông yên tâm rồi chứ? Hả? Còn lo con Hoa nó kiện nữa không? Nói thật với ông nhá, vẫn chưa yên tâm. Ông khỏi lo. Tiền đâu ra mà hầu kiện? Này, tôi nói cho ông biết, tiền đóng học phí không có. Nó thân cô, thế cô, tiền đâu ra mà hậu kiện. Cửa nọ cửa kia, bẹt cũng phải tiền triệu, chục triệu. Chứ đừng nói đến tiền trăm. Ông khỏi lo đi, vô tư đi. Uống đi. Này, tôi nói cho ông biết, đã dính vào tôi mà chỉ có thắng thôi, chưa bao giờ bại cả. Nhưng nhá. Mà... những cái gì nữa tin ở tôi. Uống đi. Rồi.
Hoa. À, bà. Cháu làm vườn giỏi lắm. Mệt rồi phải không cháu? Dạ cháu không mệt đâu ạ, chỉ mỏi tay thôi bà ạ. Gớm, cháu làm khỏe y như gái quê thực sự ấy. Nhưng mà cháu cứ bỏ học như thế này, cô Hương Ly không bằng lòng đâu. Cháu chẳng muốn học nữa đâu bà. Ở nhà cháu cũng làm vườn quanh năm với mẹ cháu đấy. Nhà cháu có nghề trồng hoa mà. Thế à? Hoa này, hôm nọ cái Mộng Điệp nó về nhà, cô cháu gái họ của bà ấy, nó về chơi, nó thấy cháu nhanh nhẹn, lại có nhan sắc, nó muốn thuê cháu ra tỉnh giúp nó quản lý khách sạn hay là cửa hàng gì đó. Nó bảo nếu cháu chịu làm, nó sẽ trả lương cho cháu 500-600 nghìn đồng một tháng. Nói thật với ông nhé, nó lấy đâu ra tiền để mà hầu kiện? Chạy cửa nọ cửa kia, tính đến tiền triệu, đừng nói đến tiền trăm. Nhưng cháu còn phải chờ cô Hương Ly ở trong Nam ra để xin ý kiến xem cô có đồng ý không đã. Cô Ly như mẹ cháu, cháu không dám trái ý cô. Bà thì bà nghĩ như thế này cháu ạ. Cô Ly còn có việc của cô ấy, mà cô có ra thì cũng phải hơn tháng nữa mới ra được. Cháu là con gái đã lớn, cũng cần phải có tiền mà tiêu pha, mà ăn mặc cho tử tế. Cháu ở đây với bà thì chỉ đủ miếng ăn thôi, bà không đành tâm chút nào cả. Tốt nhất là cháu cứ nhận lời với con Điệp, ra làm với nó, được tháng nào hay tháng ấy. Cô Hương Ly về, nếu không đồng ý cho cháu làm ở đấy thì cháu lại về đây với bà thì cũng được chứ sao. Nhưng cháu sợ mình không làm được. Vì cháu có biết gì về quản lý khách sạn đâu ạ. Ôi, quản lý quản liếc gì đâu. Cứ con Điệp nó nói ấy, thì là bán hàng hộ nó. Nó chỉ hướng dẫn cháu độ một lúc là làm được ngay mà. Nhưng nếu cô Hương Ly về mắng cháu là không nghe lời cô dặn thì bà phải nói giùm cháu cơ. Nó cũng là con là cháu của bà chứ. Bà xin được, cháu đừng ngại. Nhưng cháu ra ngoài ấy mà thấy công việc không hợp với cháu là cháu lại xin được về đây với bà để chờ cô Hương Ly về, bà đồng ý không? Được rồi, nói thật chứ, nếu chỉ nghĩ đến mình bà thì bà chẳng muốn cho cháu đi đâu cả. Từ hôm con Ly nó mang cháu về, bà thấy tuổi già của bà vui hẳn lên. Cháu tính nó thì cứ đi biển biệt quanh năm suốt tháng, chẳng bao giờ nó chịu ở nhà được 5-7 ngày. Nhưng cứ nhìn cái cảnh cháu phải lội bùn quốc đất là bà không đành tâm chút nào. Bà. Em ở đây với anh nhé. Thôi nào. Thế. Không. Không. Ngoan. Buông ra. Ngoan nào. Buông tôi ra. Thank you.
tuổi trẻ và sắc đẹp của người con gái chỉ có thì, tội gì mà không tận dụng nó mà làm giàu, mà ăn chơi cho sướng cái thân. Mà em có mất gì đâu mà em sợ nào. Nếu em không muốn ở đây thì chị cũng chẳng giữ em làm gì. Chị chỉ yêu cầu em tiếp khách giúp chị một vài tuần, chí ít thì cũng vài ba ngày, để chị đỡ thiệt cái tiền chị sắm sửa đồ trang điểm cho em. Chị thì đỡ thiệt, mà em thì có bạc triệu chứ ít ỏi gì đâu. Thế nhá, em cứ chuẩn bị đi nhá. Này, tối nay anh muốn hái hoa trinh nữ không? Đẹp mê hồn đấy. Em đi đâu đấy? Cháu xin phép cô cháu về nhà. Cháu không thể làm ở đây được ạ. Chị đã giải thích cặn kẽ cho em mà em cũng không hiểu sao? Không, em không thể bỏ đi lúc này được. Mong cô hiểu cho. Dù có giết chết cháu, cháu cũng không thể làm việc này được. Mày không thể bỏ đi lúc này được nhá. Tao nói ngọt mày không nghe thì phải có phép. Tao sẽ bắt mày tiếp khách không một đồng xu nào đâu con ạ. Không. Ôi trời ơi, Dũng Lì Hùng Xeo, bắt đi nó. Ở kìa, chúng mày đâu cả rồi? Dũng Hùng, anh Việt, bắt nó lại, giữ nó lại. Của anh đấy. Đâu rồi, chúng mày đâu cả rồi? Không để cho nó thoát. Ôi trời ơi, hai cái thằng này. Dũng Hùng, đuổi theo bắt con Hoa lại. Mày bắt ngay nó về đây cho tao. Ê chú em, lấy viên kia cho ta nè. No. À này 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 này. Khách sạn của bà Mộng Điệp mà. Mới tầm được một em. Hay lắm. Thế à? Thế nàng tên là gì? Hết ý. Hồng Hoa. À. Úi giời, các cậu biết không? Người đẹp làng hoa. Ôi tuyệt tốt vời quá. Chứ sao? Đi luôn đi. Trời ơi, mảnh mai cứ gọi là beautiful hơn. Gặp hoàn cảnh tốt đấy, nhưng mà hơi kiêu. Mà này, ở khách sạn nào thế? Cho anh địa chỉ. Tí nữa học xong hai chú đi theo anh. Anh bao. Bồng bềnh hô treo. Cứ thấy gái là mắt cứ sáng lên. Tưởng bở. Không anh đi luôn đi. Tiền sắp được rồi. Rồi. Thank you.
Mấy ngày hôm nay em đi đâu? Em ở đâu? Anh và bạn bè em, cái Mai, cái Lan, không ngày nào là không đi tìm em khắp nơi. Em biết anh và các bạn tốt với em lắm. Nhưng mẹ em phải chết oan, tài sản bị cướp trắng, tủi hận nên em không muốn gặp ai nữa. Đã có lúc em nghĩ đến cái chết, may nhờ có cô Hương Ly, bà Nhân cứu mang đùm bọc. Ừ, rồi. Bây giờ thì tôi tin, đúng là các anh ở gần ga xa trường học. Hai người đàn ông lực lưỡng như thế này mà không lôi cổ được con danh con đi về đây. Thôi, sáng mai hai anh tới nhà bà Nhân phục, bắt bằng được con danh con ấy về đây. Nhưng em không thể về nhà bà Nhân được nữa. Mộng Điệp sẽ không để cho em yên đâu. Thôi được, nếu như em cảm thấy ở đây không tiện thì em đến nhà Lan ở tạm ít hôm. Đợi cô Hương Ly ra, anh sẽ tìm gặp cô và liên hệ giữa cô và em nhé. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Có việc gì thế cháu? Dạ, bác cho cháu gặp bác Vũ Kính ạ. À, bác là Kính đây. Có việc gì không? Dạ, bố cháu bảo hôm nay bác cho cháu gặp bác ạ. À, cháu là Trần Hà, con bố Trần Thái chứ gì. À, dạ vâng ạ. Lấy ghế ngồi đây. Dạ, dạ. Dạ thưa bác, hôm trước bố cháu có nói bác cho cháu gặp bác hôm nay ạ. À đúng rồi. À, bố cháu có nói là cháu muốn đến làm việc ở chỗ bác chứ gì. À, dạ đúng ạ. À, cháu mới tốt nghiệp cử nhân khoa sử, viện bảo tàng có ý định nhận cháu về, nhưng một năm nữa mới có chỉ tiêu tuyển dụng, cho nên trong thời gian này cháu muốn tìm một việc, việc gì cũng được bác ạ, bưng bê hay soạn thảo giấy tờ ạ. Việc gì cháu cũng làm ạ. Việc lặt vặt thì cơ quan bác nhiều lắm, nhưng ai lại đi sử dụng ông cử vào những việc ấy. Thế cháu có biết tiếng Anh không? Đã sử dụng máy tính được chưa? Dạ có. Cháu mới học được nửa khóa đại học tại chức tiếng Anh ạ. À, và mới tốt nghiệp một lớp sơ cấp về tin học ạ. Máy tính thông thường cháu sử dụng được ạ. À, thế thì tốt. À, thế bây giờ bác giao cho cháu giúp việc ban thanh tra của bộ nhé. Trước mắt là đi kiểm tra một công ty có nhiều dư luận làm ăn bất chính, giúp việc thôi. Dạ. Trưởng ban người ta bảo làm việc gì thì làm việc nấy. Vâng. Bảo dịch thì dịch, bảo đối chiếu thì đối chiếu. Được không? Thế thì được ạ. Làm theo yêu cầu, có chỉ bảo từng việc thì cháu làm được ạ. Thôi thế thì tốt, cứ thế nhá. Dạ, vâng ạ. Thôi đi về đi, mai đến. Dạ, đây nhận việc nhá. Vâng ạ. À, từ hôm trong Nam ra, cô Hương Ly đi tìm con Hoa mãi. Ôi giời, nó cứ trách tôi là tại sao không giữ con Hoa ở lại. Nó có đến gặp con Điệp mấy lần mà con Điệp tránh mặt nó. Sáng nay nó lại đến đấy. Bà ơi. Hả? Cháu không đợi được cô Hương Ly về. Bà gửi cho cô Hương Ly lá thư này giúp cháu ạ. Ờ, được rồi.
Bà nói với cô ấy là Hoa đang ở chỗ cháu á. Và trong thư cháu có ghi cả địa chỉ đấy. Bà ơi, bà chỉ đưa cho một mình cô Hương Ly thôi nhé. Nhớ rồi. Thôi, cháu về bà. Cháu về nhá. Thôi, việc của con Hoa để em bảo thằng Hoa chó, thằng Hùng Sẹo nó giải quyết cho. Tốn kém chút ít, anh đừng tiếc. Còn hơn là mất cả cơ nghiệp. Tốn kém thì chẳng đáng kể đâu. Nhưng việc em nhận con Hoa và làm ở khách sạn này, rồi để nó sổng mất, em không lo nó sẽ tố cáo việc làm của em ở khách sạn à? Đó là việc của em. Khách sạn bồng bềnh này có nằm trong quyền thừa kế của nó đâu. Vậy thì việc thanh toán con Hoa để khỏi lo ngày lo đêm về tài sản bất động sản này là của anh chứ. Cô đáo đẻ lắm. Làm cho êm nhá. Thằng Tú, sao lâu đến thế nhỉ? Trời ơi. Đây, Tú ơi. Trời ơi, ngẩn ra. Ngồi đây, anh ui. Đây, ngồi đây. Anh được. Thằng này. Nóng tính. Ngồi đây. Uống đi. Mời. Mở. 100%. Ủa. Đừng bi quan như thế con gái ạ. Xã hội ta còn nhiều người tốt lắm. Những kẻ thất đức, táo tợn, vô liêm sỉ. Những kẻ lợi dụng chức quyền, ăn cắp ăn cướp của dân, như Lê Trác Việt. Có nhưng không nhiều. Cô tin là chúng ta quyết không để chúng tồn tại. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay, phải đẹp hơn ngày hôm nay. Hãy tin con gái ạ. Cô thương con, cô coi con như con gái của cô. Bởi bất cứ một ai có lương tâm cũng không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của con được. Việc của Trác Việt cứ để cô lo. Để tiện việc cho cô và an toàn cho con, ngày mai con dọn đến chỗ cô mà ở nhá. Chào đồng chí. Chào bác. Đồng chí là Vũ Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Vâng, tôi là Vũ Lưu. Mời các anh ngồi. Vâng. Có chuyện gì thế các đồng chí? Chúng tôi có giấy giới thiệu muốn đến làm việc với đồng chí. Các đồng chí là thanh tra của bộ ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Chúng tôi đến làm việc về quyền thừa kế tài sản của công dân ở địa phương ta. Được tài quá. Cô Ly ơi! Hà đây cháu. Dạ, cháu chào cô ạ. Chú vào đây. Vào đây, ngồi chơi. Chào chị ạ. Chào anh. Cháu giới thiệu với chú, đây là cô Hương Ly mà cháu vẫn nói chuyện với chú đấy ạ. Chào chị ạ. Thank you.
Hương Ly, Nguyễn Thị Hương Ly. Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Ok chú Quang, thế ra cô chú quen nhau ạ? Cô với chú là bạn chiến đấu cùng đơn vị, cùng ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Chỉ có mình cô tiến vào giải phóng Sài Gòn, còn chú bị thương nằm lại tuyến sau. Từ đó cô và chú mất liên lạc với nhau. Chú Quang bây giờ là cán bộ thanh tra cấp trên của cháu đấy ạ. Cô Ly ạ, còn cái việc cô giao cho cháu mà, sáng nay cháu và chú Quang đã đến chỗ Vũ Lưu, phó chủ tịch phường rồi đấy ạ. Cảm ơn anh. Có gì đâu, kết hợp công việc của cơ quan và cũng cần làm rõ thêm phần tài sản của Trác Việt. Thật sao? Em cũng đang quan tâm đến nhân vật này đấy. Thế công việc của Ly dạo này thế nào? Làm việc ở cơ quan nào, bộ nào? Vẫn như cũ anh ạ. Vẫn nhà báo sông sáo như ngày xưa ấy à? Vâng, nhà báo. Nhưng thôi, Ly sẽ nói chuyện với anh sau. Công việc trước mắt, Ly rất cần sự giúp đỡ của anh để giải oan cho một cháu. Sẵn sàng thôi. Được làm việc bên cạnh Ly như ngày nào, ai mà chả muốn. Phải lấy lại lòng tin cho chúng nó anh ạ. Cô ơi, Hoa đâu ạ? Cô hẹn nó đến đây mà cô thấy nó đến đâu? Hoa đi rồi cơ mà cô. Sáng nay cháu đến nhà cây Lan, cháu thấy Hoa đang chuẩn bị quần áo. Hoa bảo cháu tối nay Hoa đến đây, mà trước khi đến đây cháu gặp Lan, Lan bảo Hoa đi rồi ạ. Không, cô cứ ngồi đợi từ tối đến giờ mà cô thấy nó đâu? Alo, anh Việt à? Điệp đây. Báo tin cho anh biết về việc của con Hoa nhé. Xong rồi nhé. Có đúng 100% không? Đúng. Giờ thì anh khỏi phải lo về việc tranh chấp tài sản nữa nhé. Sự đã rồi. Bà có sống khôn chết thiêng thì hãy phù hộ độ trì cho tôi sớm hoàn thành công trình. Bà nhé. Quân phản bội, quân giết người đây rồi. Đất đai ở thập tam trại này là của tổ tiên ông bà để lại, không được phá. Không được phá phách khu vườn đất này. Mẹ ơi! Phá hết đi thì lấy gì mà sống? Khu đất này là ông bà để lại cho con Hoa. Cây cối ở đây, hoa trái ở đây là của Hương Hoa tổ tiên để lại cho con, cho cháu. Không được động đến đất này. Phá hết đi thì lấy gì mà sống? Trả lại đất cho con tao. Trả lại khu đất này không cho phải con tôi. Tao không, 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 không phải tôi.
Bình tĩnh. Nín đi. Quà miền Nam của cháu đâu? Cô uống nước đi. Điệp này, hôm nay đến đây cô muốn nói chuyện với cháu trên phương diện tình cảm hoàn toàn trong gia đình. Cháu biết đấy, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vì vậy cô muốn giữ kín chuyện này trong phạm vi cô và cháu biết thôi. Thậm chí, nếu có xảy ra chuyện gì, cô có đầy đủ tư cách để bảo lãnh cho cháu trên mọi phương diện. Nhưng với điều kiện, cháu phải thành khẩn khai báo với cô. Phải tường trình lại đầy đủ rõ ràng về cung cách làm ăn của cháu trong thời gian gần đây. Về mối quan hệ của cháu và Lê Trác Việt. Về bọn đàn em tay chân của hắn. Cô nói trước, nếu không, sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật đâu. Đừng nghĩ là cô dọa cháu. Hồng Hoa chưa chết đâu. Cô nói sao ạ? Phải. Vì thế cháu cần phải thành khẩn. Ai? Ai đã bày trò giết cây Hoa? Cháu các đồng chí có cần gì thêm nữa không? Thôi đủ rồi ạ. Cảm ơn đồng chí. Ta về thôi. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Anh ngồi đấy. Thôi, chào đồng chí nhé. Anh về có gì khó khăn lại lên đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ, thế nhé. Thôi, chào đồng chí, vâng. Chào chú. Hương Ly. Anh. Em cứ tưởng anh bận không đến được. Hôm nay chủ nhật, anh cũng có quyền nghỉ ngơi như người khác chứ. Việc em nhờ anh đã có kết quả chưa? Có. Anh đã gặp Nguyễn Thân và cả Hùng Sẹo nữa. Anh đã thuyết phục. Đây là bàn tự thú của Nguyễn Thân,
về những việc liên quan tới Trác Việt. Ôi, tuyệt quá. Bây giờ phải làm theo cách của em thì mới hợp pháp hóa để lấy lại tài sản cho cháu Hoa anh ạ. Tội nghiệp con bé. Hướng Ly, thế còn anh? Anh phải thú nhận rằng sau hơn 20 năm gặp lại em, mọi trật tự trong lòng anh bị đảo lộn cả. Không đơn giản thế đâu anh ạ. Những năm tháng ở chiến trường thì em chẳng nói làm gì. 20 năm sau em sống ra sao, làm gì, cuộc sống của em trôi nổi những đâu, anh cũng cần phải biết chứ. Hương Ly, em nghĩ ở vào tuổi chúng mình cần phải biết rõ việc mình làm. Em cảm ơn anh về tài liệu mà anh đã giúp em, cho phép em làm việc thiện trước đã anh nhé. Không mua. Đi đi. Báo đây. Ai mua báo đây? Báo pháp luật đời sống đây. Báo đây. Ai mua báo đây? Ông là Lê Trác Việt. Vâng, tôi đây. Tôi là người của công ty dịch vụ đặc biệt. Mời ông lên xe. Ta làm việc ngay và cũng chẳng cần thủ tục làm gì. Như thư gửi ông hôm qua đã nói rõ, hiện nay chúng tôi đang có trong tay một số tài liệu có liên quan đến ông. Nếu những tài liệu này được đưa đến các cơ quan pháp luật thì công việc làm ăn của ông hiện nay khó có thể tránh được đổ bể và tồn tại. Và điều gì sẽ đến với ông chắc là tự ông sẽ biết rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi muốn đổi những tài liệu đó nếu như ông bằng lòng. Bà là ai? Tôi là người đại diện cho công ty dịch vụ đặc biệt. Vậy bà có những tài liệu gì về tôi? Trước tiên, về việc âm mưu chiếm đoạt tài sản, bất động sản của cô Hồng Hoa. Bất chấp cả di chúc thừa kế, lừa vợ ông, tức mẹ đẻ của cô Hồng Hoa, ký giấy nhượng quyền, khiến vợ ông uất ức mà chết. Sau đó, ông âm mưu định mượn tay người khác để sát hại cô Hồng Hoa. Nói láo, vu cáo trắng trợn. Bà đừng tưởng dùng thủ đoạn vu cáo ấy mà tống tiền được tôi đâu. Ông nhầm rồi. Chúng tôi không cần tiền của ông. Những điều chúng tôi vừa nói là hoàn toàn sự thật. Ông có quen biết Nguyễn Thân không? Người đã lập mưu giúp ông lừa bà Thuần, ký vào giấy nhượng quyền sử dụng nhà đất, rồi lo các thứ giấy tờ khác cho ông. Về việc này, kể cả trước bà nữa, chắc ông không quên, tại khách sạn Bồng Bềnh, ông đã đưa 500 đô la cho Nguyễn Thị Mộng Điệp với ý định thuê người giết cô Hồng Hoa. Không, tôi không quen. Tôi không biết họ. Họ vu cáo cho tôi. Tôi là người lương thiện. Nếu ông cứ khăng khăng cho họ là vu cáo ông thì ông chưa phải là người lương thiện.
Đây là bản tự thú của Nguyễn Thân, Mộng Điệp, Hùng Béo và những vấn đề có liên quan đến ông. Chúng tôi muốn ông đọc kỹ nó và chỉ đổi lấy một điều. Các người muốn gì? Trao đổi gì? Nói đi. Nếu đồng ý, ông phải viết cho chúng tôi một bản tự nguyện, trao lại cho cô Hồng Hoa khu nhà đất mà ông đang ở. Nó vốn là của Hương Hỏa, thuộc quyền thừa kế của cô Hồng Hoa. Cho phép ông có thể nói là trước đây ông chỉ quản lý tạm thời do vợ ông ủy nhiệm, nay ông tự nguyện trả lại cho cô Hoa. Ai báo đây? Báo pháp luật đời sống đây. Có những vụ án sang bên kia đi cháu. Dạ. Chú, cô Hương Ly kìa. Dạ, gọi cô đi. Dạ. Cô Hương Ly ơi, cô Hương Ly ơi, cô Ly. Dạ, cháu chào dạ, cô ạ. À. Đi đâu thế cháu? Chào Hoa. Cháu và chú Quang đang định đến nhà cô đấy ạ. À, thế à? Dạ. Thôi, ta lên hè đi. Ừ. Đúng 10 giờ sáng nay Lê Trác Việt mang đến cho ta bản tự nguyện cam kết trả lại quyền thừa kế cho cháu Hoa đúng như ta yêu cầu. Cô, con gái, mẹ, công của Hà cũng nhiều lắm đấy. Em cảm ơn anh. Chúng mình đã lấy lại niềm tin cho bọn trẻ. Hương Ly, em. Thank you.